chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Cam của mình. Thì như các bạn biết ngày hôm qua thì trên Twitter số lượng người tham gia đăng ký Twitter của B Network đã chính thức vượt qua Solana các bạn và đứng ở vị trí thứ 8. Trên Twitter các bạn nha, rất là tuyệt vời. Thì trong video các bạn mình sẽ cập nhật trên Google Play các bạn xem là B Network và Big Browser sẽ ở vị trí thứ mấy các bạn nha rồi bây giờ chúng ta hãy đi vào cửa hàng google play các bạn nha rồi sau đó các bạn chọn vào ứng dụng ở dưới cùng nè chọn vào ứng dụng nha sau đó các bạn bấm vào cái chữ xếp hạng rồi các bạn hãy chọn đây danh mục ở đây là các bạn hãy chọn là xã hội giúp mình nha rồi chúng ta lướt chúng ta kiếm cái chữ xã hội chúng ta kích vào Đây Chữ xã hội đó các bạn Kích vào Rồi Như vậy B Network đã được xếp hạng ở vị trí thứ 5 các bạn Rất tuyệt vời Và được là 4.7 sao nha Chúng ta hãy cố gắng đánh giá 5 sao luôn các bạn Để cho B Network nó vượt luôn các bạn à, Đứng đầu là Instagram nha à, Nó có 3.8 sao thôi các bạn Nhưng mà cái lượt tải nó nhiều và nó lâu thứ hai là facebook like các bạn có ba bốn sao thôi à và thứ ba chính là facebook mạng xã hội ha và cái thứ tư chính là tiktok like các bạn nó có bốn ba sao thôi các bạn tuy nhiên nó lâu rồi các bạn cho nên là nó ở vị trí thứ tư ha và thứ năm của chúng ta chính là bi network chỉ có ba bốn năm thôi các bạn ha và đã bốn bảy sao đó cho nên các bạn hãy tranh thủ các bạn có thể là tải nhiều hoặc là các bạn đánh giá năm sau cho mình các bạn nha để chúng ta cùng nhau đẩy cái bi nó lên đó đó là đầu tiên là mình nói về cái bi network đã ở vị trí thứ 5 các bạn nha hy vọng chừng khoảng một năm nữa thì nó sẽ ở vị trí thứ nhất các bạn chứ không phải là vị trí thứ năm bởi vì số lượng tải nhiều và cái lượng người đăng ký bi vào nhiều các bạn nha rồi tiếp theo chúng ta hãy nghĩ đến chính là bi browser các bạn bởi vì trình duyệt bi browser mà nó phát triển nó xếp hạng cao thì khả năng người dùng dùng tốt các bạn và nhiều và nổi tiếng thì cũng có thể là ảnh hưởng tới bi làm cho bi sẽ phát triển tốt và giá trị cao ha rồi bây giờ các bạn ở mục này các bạn tiếp tục chọn giúp mình ở cái mục liên lạc các bạn ha à, chúng ta kiếm cái chữ liên lạc đây chúng ta kích vào các bạn bởi vì nó nằm ở hàng mục liên lạc nha rồi chúng ta thấy hiện bây giờ bi browser ở phía phía vị trí thứ 7 các bạn thì à, nó đã bị tuột hết hai hạng rồi các bạn cách đây khoảng một vài ngày thì nó ở vị trí thứ 5 và mình kiểm tra hôm qua này nó ở vị trí thứ sáu và hiện bây giờ nó phải tuột hạng rồi và lên thử vị trí thứ bảy tuy nhiên nó vẫn tốt các bạn nó vẫn 4,8 sao trong khi đó trình duyệt cốc cốc của Việt Nam ở vị trí thứ sáu là 4,3 sao các bạn còn Snapchat thì chỉ có 3,9 sao thôi các bạn và Messenger Live ở vị trí thứ tư là 3,9 sao và Telegram ở vị trí thứ ba và Messenger ở vị trí thứ hai và Zalo ở vị trí thứ nhất. Rồi, rất là mong các bạn hãy nào mà chưa tải trình duyệt B browser này các bạn hãy tải vô điện thoại các bạn đi. Đặc biệt là những người mới nha. Các bạn chưa tải bao giờ, các bạn mới đăng ký B thì bây giờ các bạn có thể tải cái trình duyệt B này. Trình duyệt B browser này để cho số lượng người đăng ký nó tăng lên các bạn. À, và hãy nhớ đánh giá năm sao luôn các bạn để cho cái Browser này nó phát triển tốt hơn nữa để cho B chúng ta nó mạnh mẽ hơn và có nhiều người dùng hơn các bạn nha rồi như vậy mình đã cập nhật cho các bạn B Network và B Browser đã xếp hạng ở trên Google Play nếu như các bạn nào có App Store trên iOS các bạn có thể tìm hiểu xem là nó xếp hạng thứ mấy nhé rồi mình nghĩ là hy vọng là thông tin này sẽ rất là tuyệt vời cho các bạn và hy vọng các bạn cũng đánh giá năm sao cho cả bi và pin browser để nó sẽ có cái thứ hạng tốt hơn và cái điểm đánh giá tốt hơn các bạn nha rồi nếu như các bạn nào chưa đăng ký bi thì các bạn hãy đi vào mô tả hoặc bình luận đầu tiên các bạn đăng ký đi các bạn mãi thiệu của mình vẫn là bi Caso màn hình và các bạn hãy đăng ký đừng do dự cũng đừng ngại ngùng bởi vì bi sẽ là có rất giá trị trong tương lai các bạn nha trong tương lai bi sẽ rất là giá trị bởi vì sao bởi vì gần như người ta ăn nằm ngủ như người ta cũng nghĩ tới bi các bạn nha Cho nên là cộng đồng của bi rất lớn nha Rồi và hãy nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả Để anh các bạn khi mình cập nhật những thông tin mới nhất hay nhất hot nhất từ bi network Thì các bạn sẽ kịp thời theo, theo dõi Và các bạn sẽ nắm nhiều hơn nữa về thông tin của bi các bạn nha Rồi xin chào và hẹn các bạn lại lần sau